công viên bãi biển phường Hòa Hải, phường Hòa Hải, thành phố Đà Nẵng. Bãi biển rất là đẹp. Xung quanh bên kia là những căn biệt thự, mà những cái khách sạn mà ngàn sao luôn, người ta xây nhưng mà bỏ không có ấy nữa. Do Covid thì gì đó mà ta ngưng rồi. Nè, bên đây cũng có một số cái đứng hình luôn rồi nè, những căn mà quý vị luôn. Tấm kế bên có gì đâu. Giờ bãi biển thời gian cứu hộ là 4:30 đến 7 giờ tối nữa nha, tối nữa không cứu nè, có cứu hộ ngồi thấy chưa. Đấy, view nghe, view biển nghe, những căn biệt thự này nó khủng khiếp luôn. Đó, cắm tắm thành phố Đà Nẵng bên kia, thành phố Đà Nẵng bên này. Mình ở này ở xa thành phố Đà Nẵng khoảng 5 cây số. Mấy căn này xây biết nhiêu tiền rồi, ở trong bảo quan ủ rồi. Chiều là xuống tắm rất là nhiều. Những cái căn nào mà căn nào hoàn thiện rồi chắc rất là đẹp rồi. Quan sát rồi bảy con kiến không. Chợ non nước buổi chiều giờ chắc khoảng 5 giờ, rất là đông luôn. Da gì? Da heo. Nằm gỏi hả? Da gỏi. Trộn rồi hả? Trộn rồi, trừ lòng lòng trộn chanh hay ra. Là bao nhiêu? Tùy anh, em mua mấy chục mua. Thường là bán nhiêu? Bán anh 30 một xong. Rồi, làm hộp 30 đi. Lòng xộn hết chân không hả? Rồi, lòng xộn cái này là cái gì? Mít luôn đó. Mít đó hả? Dạ, mít này mày. Dạ, bốn hàng ngon không, đúng không? Ừ, cá miếng luôn đi. 30. Dạ. Này qua chuối. Cài ít thôi, cài để bên đi. Cho được rồi, được rồi, được rồi.
Đây là mình chuẩn bị bữa ăn tối nha. Hôm nay mình sẽ ăn bún bún chua, mực với tôm. À, kế bên bãi biển. Có cái gì vậy thằng heo? Nóng trên xe để gió lắm, ở dưới đất này gió chứ không không. Đây là hộp gỏi da heo, mì, bắp chuối, dưa mít, giống như đồ chay vậy đó. Cái là mua được 30.000. Rồi hai đứa xuống đi, đỡ gì nữa. Chưa gì, xong rồi nè. Hầu hấp dẫn quá. Bạn hai xuống là bạn hai. Làm sẵn ông mời xuống ăn nè mày. Nãy giờ con chạy trả lại miết. Ừ, tội nghiệp quá. Hôm nay có trăng luôn, đẹp luôn. Ồ, hay quá. Hôm nay có trăng đẹp. Ồ, trăng. Đang chuẩn bị ăn tối nha. Tôi bận nhất là tô này. Đây có con bà ngư này bên. Tô nó ít nhất là của mẹ. Bê cũng được nữa con. À bê được con luôn nè. Chia đều hết rồi, khỏi lo. Hai được nhiều nữa con. Bê được con. Đâu? Tại hai ăn tô của mẹ. Một con. Rớt kiếm, rớt kiếm. Sớm mà mới bay, nó bay vòng. Đấy, đêm qua một bữa hôm ngủ đây nha. Sao một đêm mình ngủ mà đây. Đấy, buổi sáng bình minh. À, chuẩn bị lên đường. Cái gì? Nó chén cũ rồi vậy? Chén con tao pha rồi. Em mới giúp kìa. Cái này đến mới. Nó chao nè. Vậy hả? Anh chai. Tiền Giang anh. Rồi chào anh nha. Nó vậy đó. Đẹp quá, con giấy đẹp quá. Quán ăn rất là bình dân nha. Quán đẹp nha, ăn rất là bình dân. 3 tô có 100, 4 tô có 105.000 hả? Mộc Sơn. Đây, đường non nước, số 10 đường non nước. Anh em nào ở Đà Nẵng, tới Đà Nẵng ghé đây ăn nha. Rồi, giờ mình đi lên Bà Nà Hill.